Chào mọi người nhá. Hôm nay là mùng 1 tháng 4 năm 2023 âm lịch ấy, thì gia đình mình có đi chùa nhá. Thì hôm nay là gia đình mình đi chùa Bob Ryu San ở Dung In. Thì chùa này là được xếp hạng di tích quốc gia ở Hàn Quốc ấy. Nên là chùa này rất là đẹp nhá. Đấy, mọi người đi ngắm cảnh chùa cùng mình nhá, đi lễ chùa cùng mình nhá. Quần thể kiến trúc chùa rất là đẹp mọi người nhé. Chùa này là chùa mới xây ấy, xây từ năm 2005 thì đến năm 2008 thì bắt đầu chùa đón khách nhé, đón Phật tử đến thăm viếng chùa ấy. Chùa to nhất Dung In đẹp không? Rồi, chỗ này đẹp chưa? Chỗ này đẹp quá. Đẹp quá. Tòa nhà này là nơi diễn ra các khóa tu của các Phật tử trong chùa ấy, và cũng là nơi để đón khách dừng chân nghỉ ngơi lại chùa ấy. Đẹp quá. Nhiều đèn lồng rồi em. Phía trước chính là tòa điện chính của ngôi chùa. Chúng ta có thể thấy là nó rất độc đáo. Thì nó nổi bật nhất là chính là mái của ngôi chùa. Mái ngôi chùa được xây dựng là xếp chồng lên nhau. Và các cột chống ở đây là lớp cao bằng nhà 3 tầng. Thì ở đây người ta sẽ sơn mái nhà bằng những màu rất tự nhiên là xanh đỏ tím vàng, tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc. Thì ở đây chùa ở bên cạnh thì có những bức tranh về Phật. Thì chúng ta có thể thấy trong nét văn hóa của người Hàn Quốc ấy, thì ở chùa người ta sẽ có những bức tranh vẽ về Phật và nói lên câu chuyện về Phật. Thì chúng ta am hiểu về Phật thì sẽ biết được những câu chuyện này. Và trong tòa địa chính ấy, thì chúng ta có thể thấy là chùa mang nét đẹp của hiện đại và cổ điển. Thì chúng ta có thể thấy ấy, chùa được xây dựng theo nghệ thuật đàn choang của Hàn Quốc. Thì trong văn hóa đàn choang ấy, thì chỉ có chùa và cung điện mới được xây theo nghệ thuật này. Thì mọi người có thể thấy bắt gặp những nét đẹp này chỉ ở trong cung điện hoặc là chùa chiền ở Hàn Quốc thôi. Còn những người nhà dân ấy thì người ta sẽ không được phép làm như thế này, kể cả những người có điều kiện ấy. Tượng Phật được đúc bằng đá nguyên khối rất là đẹp, và hai bên là hai cột cũng được đúc bằng đá rất là đẹp, là hình hoa sen và hình rồng ở trên qua con sóc. Thì mái chùa cũng được làm ở tượng Đức Phật. Thì mọi người có thể thấy là độ hoành tráng của ngôi chùa là rất là lớn. Thì bằng những mái gói xếp chồng lên nhau này tạo ra một khung cảnh rất là đẹp. Mình đi chùa thì thường cầu về sức khỏe và bình an trong gia đình. Thì mình cũng chỉ đi chùa vào hôm rằm hoặc là mùng 1 thôi. Thì lúc đó thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ quay video lại cho mọi người cùng xem là chùa bên Hàn Quốc khác với chùa bên Việt Nam như thế nào. Ở chùa bên Hàn Quốc ấy thì thường hay có những giếng nước gọi là giếng ngọc ấy. Thì họ khi lễ Phật xong ấy thì họ sẽ ra đây ngồi nghỉ ngơi và uống nước ở giếng ngọc này. Thì uống nước ở đây thì theo quan niệm thì sẽ cho sức khỏe này, tinh thần thư thái và gặp nhiều may mắn. Thì nhiều người ta còn mang cả chai lọ đến đây người ta đựng nước mang về cho người thân của họ. Chùa này rất đẹp nhá. Chùa này đẹp nhất trong những tỉnh thành phố Dung In này. Và chùa này cũng được xếp hạng quốc gia ấy. Ở đây người ta theo đạo Phật cũng giống như bên Việt Nam mình ấy. Nhưng mà mình thấy chùa ở đây như giống trong phim cổ trang Hàn Quốc ấy.
giống hệt như thế, không khác gì. Đây là cột đá 3 tầng, cũng là một di sản văn hóa của Hàn Quốc. Thì cột đá này được từ thời Chu Sơn, thì được tặng cho ngôi chùa này vào năm 2017. Mình thấy kiến trúc ngôi chùa này rất là đẹp và rất là mới. Nhìn từ xa chúng ta có thể thấy độ hùng vĩ và hoành tráng của ngôi chùa. Có mấy ngôi chùa kia kìa, người ta chưa trùng tu ấy, nên người ta chưa mở cửa cho vào. Nhìn cũng đẹp hết. Ở đây người ta còn mở khóa tu ấy mọi người. Thì mọi người thấy những người đi qua mình như này là chính là người ta đến đây người ta học theo khóa tu về Phật ấy. Những cái chuông hay là cái trống như này thì là khi người ta chỉ có ngày lễ của Phật hay là ngày của trọng đại của cả nước ấy thì họ sẽ mở ra và đánh chuông hoặc gõ trống nhé. Chỗ cái xích tăng gì sao? Hả? Ây, y cơ môi ô. Đâu y cơ môi ô. Hả? Rồi, không biết con cá kia làm gì, giống như một lát. Chả biết con cá này làm gì. Theo mình được biết ấy, thì chùa bên Hàn Quốc ấy, người ta cũng thờ một bên tòa là một bên sinh và một bên tử ấy. Ông Phật Di Lặc đẹp quá à. Nhìn ông phúc hậu quá. Theo như mình được biết ấy, thì ở bên Hàn Quốc ấy, người ta còn thờ cả thần sông và thần núi. Thì thường điện thờ của họ thì nằm trên những vách núi hoặc là có thể nhìn xuống các điện thờ chính ấy. Thì họ là người cai quản vùng núi mà. Đứng ở đây nhìn xuống ấy, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả quang cảnh của chùa nhé. Chùa rất là đẹp và rất là mới. Chúng ta có thể đến đây để tham quan nhé. Chạy cái xích tăng á? Hả? À, tu khá thiện. Mô hê. Với trang. Vlog của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào một vlog tiếp theo. Thì trong cuối tháng 5 ấy là ngày lễ Phật Đản ấy, nên là các lễ hội thường diễn ra ở chùa ấy. Mình tuần này mình sẽ đi chùa nhiều. Thì hy vọng mọi người theo dõi vlog của mình thì để biết là ở Hàn Quốc này người ta chào đón lễ Phật Đản như thế nào. Thì cái video thì mình xin chúc mọi người mạnh khỏe và thật nhiều vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Xin chào mọi người. Đi quán canh lòng hay vào ăn ở gần nhà. Đồ ăn ngoài này, kim chi củ cải, kim chi này, kim chi hành tây này, lá hẹ này. Đây là kiểu như là tép muối ấy. Với cả cơm này. Cơm cái nóng nó sôi này cơ mà. Xem có gì trong đây nhé. Thịt này, tòng dồi Hàn Quốc này.
cái này là chính là tương tương của Hàn ấy. Ăn nó cay cay ấy, ngon. Trộn lên. Đó, cho mắm này vào. Chồng mình cho cơm vào luôn nhưng mà nóng lắm. Đợi được nguội rồi, mình cho ăn cả lá hẹ nhé. À, mời mọi người ăn tối cùng mình nhé. Thì hiện tại ở Hàn Quốc ấy, bây giờ là 6 giờ tối thì ngoài trời vẫn còn sáng nhé. Cho lá hẹ và ăn cho thơm. Hơi mặn. Ăn một miếng kim chi nhá. Ba pizza. À, thường thì vào hôm rằm hay là mùng 1 ấy thì mọi người thường hay ăn chay đúng không? Nhưng mà vợ chồng mình thì không thế, bởi vì chồng mình không thể ăn chay được. Thế nên là bọn mình chỉ có ăn những món truyền thống của Hàn Quốc. À, món canh lòng rồi này thì cũng rất nổi tiếng ở bên Hàn Quốc. Thì món canh này thì thường người ta thường hay ăn vào mùa đông, tại vì nó rất là nóng ấy. Nên là ăn mùa đông rất là ngon. Thì mình cũng tính ra mì lạnh ấy, nhưng mà mấy quán mì lạnh thì nó cũng hơi ở xa nhà quá, thế là mình chọn món canh này rồi. Thì mình mời mọi người cùng ăn với mình, và mọi người yêu quý mình thì cho mình xin một like, một nhấn nút đăng ký và một nút share để mình có động lực mình làm thêm nhiều video nữa cho mọi người cùng xem. Mọi người có thể là vừa xem video của mình rồi vừa ăn cơm cùng mình cho vui nhá. Thì mình ăn ít khi mình nói lắm. Nếu mà quay video thì mình sẽ không xem điện thoại đâu. Nhưng mà nếu mình ăn thì mình sẽ xem điện thoại ấy. Tại vì ở Hàn Quốc ấy, cái văn hóa mà người ta ngồi ăn thì người ta sẽ không bao giờ nói chuyện đâu. Người ta chỉ có ăn thôi. Và ra những quán công cộng ấy là ít khi người ta nói chuyện lắm. Thì mình cũng ăn và quay video thôi, chứ mình không kiểu như nói chuyện ấy. Thì bên này người ta sẽ kiểu như thế là như là bất lịch sự ấy. Nên là mọi người thông cảm cho mình nhá. Mình cũng tính làm một video về một ngày làm việc của mình ấy. Thì mọi người xem ủng hộ mình nhá. Thì mình cũng định quay ấy, nhưng mà nhiều lúc mình có không có thời gian ấy. Xong về nhà, công việc nhà nữa, không đi làm, công việc làm nữa. Nên là mấy cả công ty mình chủ cũng không cho quay cầm điện thoại đâu. Chủ yếu là không được cho cầm điện thoại thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng có thể là quay trộm chẳng hạn. Thì mọi người hãy đón nhận video tiếp theo của mình nhé. Thì mình cũng có nhiều ý tưởng lắm. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng kiểu như bận việc ấy. Xong rồi việc nhà, chồng mình dạo này cũng hay ốm nữa. Từ khi bị corona xong ấy. Năm ngoái bị corona xong thì chồng mình cũng phải yếu đi ấy. Nên là mình cũng bận nữa. Nên là chồng mình cũng hơi mệt trong người ấy. Nên là mình cũng không quay được nhiều video ấy. Mọi người thông cảm nhé. Thế thì thoảng video có gì có lỗi thì xin mọi người bỏ qua nhé. Và góp ý cho mình biết để mình sửa. Bây giờ thời tiết Hàn Quốc ấy đang nóng lên ấy. Mùa hè cũng sắp đến rồi ấy. Nên là mình ăn này mình cũng hơi nóng trong người ấy. Thì mình xin kết thúc bữa ăn tại đây. Thì tí nữa vợ chồng mình sẽ ra uống trà sữa nhé. Ăn canh lòng xong giờ bắt đầu lại uống trà sữa. Như thế này làm sao giảm được béo? Menu đồ uống thì khá đa dạng nhá. Nhưng mà mình chỉ thích trà sữa trân châu đường đen thôi. Bao nhiêu năm nay mình toàn uống cái món đấy thôi. Mình không thay đổi. Cái hãng này bán đồ uống rẻ. Mình đã mua được trà sữa rồi. Thì bây giờ mình về nhà nhé. Tạm biệt mọi người.